Tôi có một đoạn trải nghiệm 3 ngày lặp đi lặp lại rất kỳ ảo. Mỗi lần đi từ ngày 3 tháng 4 trở về ngày 1 tháng 4. Ở đây là một nơi tràn đầy biến cố và hỗn loạn. Mỗi một người đều có mục đích và kỳ vọng của riêng mình. Vô số lần vượt thời gian, vô số những thử thách không giống nhau, tạo cho tôi vô số những trách nhiệm và nhiệm vụ. Khi những sứ mệnh và nhiệm vụ đem tới đau khổ, bi kịch, tôi cần có hy vọng và kỳ tích. Nhờ vào kỳ tích xuyên thời gian, tôi tưởng là tôi có thể khống chế mọi thứ. Nhưng mà sự thay đổi vô thường của sinh mệnh đâu ai có thể khống chế được. Bộ phim Cảnh sát siêu năng. Tập 22. Chị Hai à, đây là quà đính hôn của anh Quy Đầu tặng chị. Chỉ cần anh giúp hắn giết Hạ Triển Từ, tôi sẽ lập tức nói bí mật của tháp điện đó ra. Anh có muốn chơi tôi hay không? Anh đừng trách tôi công khai bí mật của tháp điện ra, tới lúc đó chết cả lũ. Bây giờ quay về lại ngày 1 tháng 4 có nghĩa là tất cả mọi chuyện tráo bài lại, làm lại từ đầu. Cơ thể của anh bị người khác chiếm lấy mất rồi, là một con ác ma. Nếu như anh không tìm lại chính mình, chúng ta có ở bên nhau cũng không còn ý nghĩa nữa. Bá trai chính là Hắc Cảnh. Anh dám hợp giết Sa Cơ nhốt mình lại. Lần giữ thời gian thứ 10 ngày 2 tháng 4. Khuy Đầu nhắn, tôi đang giữ chứng cứ phạm tội của các anh. Tôi đang giữ chứng cứ phạm tội của các anh. Hôm đó kho hàng Crystal đã đem USB của Hạ Chỉ Tường copy thêm một bản. Tôi đã tìm thấy nó trong kho hàng. Nếu như anh muốn lấy lại, tới chỗ kho hàng tìm tôi. Nếu như anh không xuất hiện, tôi sẽ giao cho cảnh sát. Ba, có thấy điện thoại của con không? À, ở trên bàn nè. Alo má. Con à, lần này má chết chắc rồi con. Có chuyện gì nữa? Lại thiếu tiền chủ nợ phải không? Hắn bịt kín mặt mũi, cũng không biết có phải chủ nợ không nữa. Hắn bắt má tới chỗ xưởng tàu còn dọa đánh dọa giết má nữa. Con mau tới đây cứu má đi. Là má. Con à, coi chừng đó, tên người xấu đó trên kia kìa. Đúng là có hiếu đó, biết rõ là chỗ chết mà cũng dám tới hả? Ông không phải là Quách Thượng Chính, ông là Quách Dĩ Thành, con trai ác ông của ông đâu? Nó còn trẻ, tâm địa chưa đủ độc. Tao đích thân đa tài tốt hơn, đối phó với mấy tên giải miệng còn hôi sữa như vậy, chỉ cần một ngón tay út thôi cũng đủ hạ mày rồi. Tên khốn nạn gian ác ông, tôi đấu chính diện với hai cha con của ông lại chơi trò bỉ ổi với tôi. Ông các người già cũng không tha hay sao? Tôi vốn dĩ nghĩ rằng khử tên Hạ Triển Tường rồi có thể kê cao gối ngủ. Ai ngờ mày cứ bám riết lấy tao, cắn tao không buông. Là mày ép tao phải đi tới nước này thôi. Thì ra hung thủ giết người ngày hôm qua chính là ông. Cho nên hôm nay tao cũng sẽ không nương tay với mày. Bây giờ mày hết đường chạy rồi. Một là lết xác ra đi, hai là đứng nhìn tao bắn nát hai tay hai chân của má mày. Đừng mơ. Con à, vậy mới là con ngoan chứ. Con à, thật không ngờ là anh chịu tới cứu tôi. Tôi vốn dĩ chỉ là cảnh sát chính nghĩa, tôi chỉ là làm lại chính mình thôi. Anh nên như vậy từ sớm rồi. Kẻ tới hình như cũng là một cao thủ. Chúng ta từng giáp mặt rồi, tôi còn từng thua cho ông nữa. Từng thua cho tôi? Vậy anh cũng tới đây nộp mạng sao? Vợ của tôi nhắc nhở tôi đừng làm ma quỷ nữa, tôi muốn làm lại chính mình. Được, tôi sẽ để anh cõi nguyện.
Đây mới là con người thật của anh đó em mà. Anh đã tìm lại con người thật của chính mình được rồi bà xã. Ăn khuya đi. Thôi khỏi đi. Đáng ra đội có 5 người, bây giờ Madame và Quyza đều không có ở đây, ăn gì nổi chứ. Cộng thêm có vụ xếp quách lớn, bị lộ là hắc cảnh còn bị chết thảm, khiến cho cả đồn cảnh sát chấn động. Nghĩ thôi cũng không ăn nổi rồi. Bộ dạng của các anh như vậy hẳn là đang lo cho Madame và Quyza phải không? Các anh như vậy là còn đỡ. Khổ thân IC của chúng ta anh Chính, bây giờ ba của anh ta xảy ra chuyện, anh Tuấn lại trở thành nhân chứng chỉ điểm, cả đội của chúng tôi sĩ khí bây giờ cũng mất hết. Madame, sao cô lại ở đây? Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, tất nhiên phải về đây coi đám anh em sao rồi. Madame à, mấy ngày nay cô nghỉ phép, có phải liên quan tới vụ xếp quách lớn và hắc cảnh có phải không? Sao lại hỏi mấy chuyện như vậy? Tôi giả miệng cậu bây giờ. Bộ các anh không muốn biết hay sao? Tôi biết gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người cũng rất ngạc nhiên. Nhưng chúng ta làm được EU thì phải chuẩn bị về tâm lý tiếp nhận bất cứ thử thách nào. Chúng ta mặc được bộ đồng phục này thì phải tuân thủ sứ mệnh của người cảnh sát. Cho dù phía trước hung hiểm tới đâu, chúng ta cũng không được sợ, không được lạc lối. Chẳng may đi sai một bước, khó quay đầu lại lắm. Sao cũng được, có thể cùng tiến với mọi người, cùng vào sinh ra tử là sự vinh hạnh của tôi. Lúc trước như vậy, sau này cũng vậy. Cố lên. Nè, tụi tôi đi giao ca trước đã, chút nữa nói sao ha. Tạm biệt.
Sao rồi? Ngày đầu tiên đã xìu rồi à? Em cảm thấy IC áp lực quá lớn, có phải vô dụng lắm không? Nè, em đã là EU thì phải có chuẩn bị tâm lý đối mặt bất cứ sự cố đột xuất nào. Chỉ cần em mặc được bộ đồng phục này thì phải tuân thủ sứ mệnh của người làm cảnh sát. Cho dù phía trước hung hiểm tới đâu, em cũng không được sợ. Nếu không sao cầm đầu đám lính đi xông pha. Cố lên nha. Anh Chính, lời người vô thường, đừng quá đau buồn. Ngay cả ba ruột của mình mà không thể giúp, em kêu anh làm sao không đau buồn chứ? Là một người con trai, anh đã làm hết bổn phận của mình rồi. Sự việc đã tới nước này rồi, mong là anh có thể làm lại từ đầu. Anh một lòng chỉ muốn giúp ba giải quyết chuyện này. Đáng tiếc chuyện không như mong muốn. Ba của anh đúng là sai, nhưng tội mấy không đáng chết. Anh đã làm nhiều chuyện như vậy mà cũng không giúp được ba. Em rất hiểu tâm trạng hiện giờ của anh, nhưng mà em hy vọng anh có thể buông xuống được, với lại đừng trách Khuy đâu. Cho dù anh làm lại từ đầu, nếu anh nghĩ không thông, kết quả vẫn sẽ như vậy. Em nói đúng. Nếu như không phải anh theo em quay trở về, ba của anh và Rito sẽ không chết. Chúng ta cũng không thành ra như vậy. Là anh đã phụ lòng em. Sai là sai ở chỗ ba của anh nên chịu sự chế tài của pháp luật. Anh không nên làm nhiều chuyện sai trái như vậy để giúp ba. Trải qua lần này, em đã mệt mỏi lắm rồi. Em sẽ không trở về đây nữa đâu. Hy vọng anh cũng có thể hướng về phía trước. Bây giờ anh chỉ muốn làm tốt chuyện hậu sự của ba và Rito thôi. Còn mấy chuyện khác anh sẽ bỏ qua. Anh không muốn nghĩ nữa. Anh cũng sẽ không quay về nữa đâu. Vậy thì tốt nhất rồi. Nghỉ ngơi đi. Má, con biết là má đi sống lại, nhưng mà cũng không cần phải gọi mười mấy cuộc điện thoại cho con như vậy chứ. Hôm nay má để cho con nghỉ một chút đi hả? Ngày mai con mới đi uống trà với má, có được hay không? Ừ, tạm biệt nha, bye bye. À, anh Khuy Đầu ơi, hả? Vụ thu mua đất ở trong thôn á, chúng ta có tiếp tục nữa không? Phải rồi, tôi kêu mấy người xương đê tiện chút nữa quậy một trận ra trò. Chút nữa sẽ đợi xem anh biểu diễn đó. Đúng rồi, Hạ Trưởng Tượng thì chết rồi. Ông Châu và chú Khánh nhất định sẽ nâng đỡ anh mà. Mấy cơ hội này rất là hiếm có, nhất định phải nắm bắt cơ hội. À đúng rồi, sắp tới tôi nghĩ tôi không thể làm việc cùng anh nữa rồi anh Khuy Đầu. Từ xa cơ này có chỗ khác đi mà không nói với anh em mình ha. Ê không phải, tôi có một người thân ở Hà Lan làm ăn được lắm, nên tôi qua đó theo anh ta làm ăn mà thôi. Hiểu rồi, chúng tôi không cản anh để làm chuyện mà bản thân mình thích làm. Được rồi, hôm nay tôi sẽ không lo cái gì hết, không làm cái gì hết, không quậy cái gì hết, không diễn cái gì hết. Mấy người thích chơi cái gì chơi cái đó, thích ăn bánh tiếp tục ăn bánh, tôi đi trước đây. Cứ vậy đi. Hả? Nè, anh đi đâu? Anh nè. Nè. Ở đây không nhận được điện thoại, không ai có thể làm phiền tới mình nữa. Những lúc mà anh ở bên cạnh em, khi nhìn thế giới này, thì anh thấy nó đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà ở trong thế giới này á, hình như có một người có tâm trạng không được tốt. Em đang nghĩ tới Chính. Hôm qua em nhìn thấy ảnh, anh nói sẽ làm luôn chuyện hậu sự của ba ảnh và Lê Thủy Tinh. Em nghĩ xem ra anh đã nghĩ thông suốt rồi. Hy vọng là vậy đi. Nè. Để ăn mừng cho chúng ta có thể bình an qua được ngày 4 tháng 4 này, anh có thứ này muốn tặng cho em. Dây chuyền đồng hồ cát, sao lại nhớ được vậy? Anh nghĩ là bị đản trí cũng có thể nhớ được đó. Cái này là món quà đính hôn mà anh tặng cho em trước đó. Nhưng mà bây giờ anh muốn nó kỷ niệm chúng ta đã từng sống chết của nhau và làm lại từ đầu. Nên giúp em đeo nó vào. Cảm ơn. Anh muốn em hứa với anh một chuyện này. Đem tất cả những chuyện không được vui khóa lại hết trong ngày 3 tháng 4 của năm 2015. Đem tất cả những điều vui vẻ để lại cho mỗi một ngày sau này của chúng ta.
có được không? Được, em hứa với anh. Vậy tối nay chúng ta có phải chơi hội đom đóm không? Em đi nhặt củi, anh làm đồ ăn đi. Cứ mặc kệ nó đi. Như chúng ta không đi, vậy tối nay ăn cái gì? Cũng phải chuẩn bị trước cái đã. Tại sao em lại chạy chứ? Anh mới chính là bạn trai của em đó. Lăng thằng Phong à, mấy nguyên liệu chuẩn bị xong hết rồi. Chính tới đây rồi, anh có súng, xem ra muốn giết người, mau chạy đi. Anh sao rồi? Đừng quên, vào trong trước đi. Anh không chạy được nữa. Nhưng lúc hắn chưa phát hiện, em thoát ra từ cửa sổ đi ngay đi. Không đi, không đi đâu. Không đi. Anh đã hứa với em, anh sẽ không rời khỏi em. Em không rời khỏi anh đâu. Muốn đi chúng ta cùng đi, muốn chết cùng chết. Cùng nhau chết, cùng em nhau nghe chết. Anh nói, nghe anh nói đi nè. Nếu như cả hai chúng ta cùng chết đi, một mình hắn quay về đó cứu lương ba của hắn, tất cả mọi người đều sẽ rất nguy hiểm, có biết không? Không. Em đi đi. Không đi đâu. Cái tên khốn nạn này, lấy phụ nữ ra làm bia đỡ đạn. Tên khốn nạn, mày ra đây đi. Phòng đó có súng. Không có. Cái súng đâu? Lăng thằng Phong, em mở cửa ra mau. Em làm cái trò gì vậy? Anh nói rất đúng. Chúng ta không thể cả hai đều có chuyện được. Lần này tới em phải rời khỏi đây. Đem đối phó với chính cho. Đừng mà mở cửa ra. Mở cửa ra mau. Em xin lỗi. Lần thằng Phong, em mở cửa ra. Sao hả? Con muốn làm con rùa rụt cổ hả? Quỳ đầu mày ra đây ngay. Chính, tất cả mọi chuyện đều cho tôi mà ra, không liên quan tới ảnh. Khốn nạn, mày ra đây ngay cho tao. Tại sao mày cứ bám lấy ba tao không buông? Nếu không phải mày bám chặt ba tao không buông, ba tao sẽ không chết. Giống là chuyện này tao có thể giải quyết. Bởi vì mày bám chặt ba tao không buông, nên ba tao mới chết, còn hại luôn cả Rito. Quỳ đầu mày ra đây ngay. Bây giờ tao phải giết chết mày. Quách Thượng Chính, tao đang ở đây nè. Mày có giỏi thì đừng ở ngoài đó bắn bạn gái của tao. Mày vào đây đấu tay đôi với tao nè. Nè, không liên quan tới anh ta. Tất cả mọi chuyện đều tại tôi, là tôi nợ anh. Tại sao cô còn tốt với hắn vậy? Tôi có gì không sánh bằng hắn chứ? Chính, anh dừng tay đi. Anh chỉ cần chuyện buông tha cho Quy Đầu. Cái gì tôi cũng nhận lời anh. Tôi theo anh đi. Mở cửa ra. Lăng Thần Phong, mở cửa ra mau. Cô nhìn thấy tôi thì quay đầu đi. Tôi làm sao tin cô được? Anh có tin tôi hay không cũng được. Tôi bảo vệ ảnh, cô chỉ là bởi vì không muốn anh tiếp tục sai lầm. Chính à, hay là anh xem như cho một cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu đi. Chúng ta xem như chưa có gì xảy ra, làm lại từ đầu đi. Không phải anh nói muốn kết hôn sao? Chúng ta ra nước ngoài kết hôn đi. Khách sạn ở đó đẹp lắm. Chúng ta lập tức tới đó chụp hình, có được không? Hả? Làm lại từ đầu. Bắt đầu lại từ đầu. Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi có thể làm chính là quay ngược lại, làm lại từ đầu. Lăng Thần Phong, mở cửa ra. Lăng Thần Phong.
làm gì vậy? Nếu tôi không cản được anh, vậy thì tôi sẽ chết chung với anh. Lăng thần phong, đừng mà. Lăng thần phong, Lăng thần phong, Lăng thần phong, Lăng thần phong. Tại sao em ngu ngốc dữ vậy? Tất cả mọi chuyện vì do em mà ra. Không có sao đâu, chúng ta quay về. Không chúng kịp. Ta cùng nhau về. Không kịp đâu, không kịp. Em hứa với anh rồi mà. Em nói là sẽ cùng anh qua ngày 4 tháng 4 mà. Cùng nhau ngắm bình minh mà. Anh không cho em chết như vậy đâu. Em đừng có chết. Đừng có chết mà. Em đã quay về rất nhiều lần rồi, cũng không qua được ngày 3 tháng 4. Quy đồng hứa với em, Đừng có quay về nữa. Một mình anh quay về đó, anh sẽ rất đau khổ. Lúc đó em sẽ không nhớ tới anh. Anh hãy nhớ, anh phải mang những thứ vui vẻ bước vào ngày 4 tháng 4. Anh có biết không? Tỉnh lại đi Lăng Thần Phong. Em tỉnh lại đi mà. Đừng có ngủ, đừng có ngủ. Tỉnh lại, em tỉnh đi mà. Anh hứa với em, sau này anh sẽ không trốn tránh nữa đâu Lăng Thần Phong à. Tỉnh dậy đi. Lăng Thần Phong, tỉnh dậy đi mà. Quy đầu. Anh chịu đựng có được không? Chịu đựng được mà. Sao anh nói anh sẽ không xuyên không nữa? Lần này tới đây á, không phải muốn xuyên không về quá khứ. Ở đây dù sao cũng là ông trời cho tôi rất nhiều cơ hội quay về bên cạnh với vợ của tôi. Tôi muốn đi tới đây nói lời cảm ơn với nó. Đâu à, tôi muốn nhắc nhở cậu một chuyện. Từ từ cậu sẽ trở thành một con người khác, làm ra những việc sai trái mà ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ tới. Cũng giống như tôi lúc trước vậy. Vợ của tôi có nhắc nhở tôi. Cô ấy đã từng nói là không có cái gì là mãi mãi hết. Ngược lại, sự nuối tiếc mới làm cho người ta khắc cốt ghi tâm. Cho dù cả thế giới không có ai hiểu tôi, cho dù có cô đơn tới mấy đi nữa, tôi cũng quyết định phải quay về để gặp Phong. Còn thêm mấy phút nữa sẽ qua 10. Dự đoán trước là mất rồi. Sắp sửa có thể gặp được Lăng Thần Phong. Gặp lại cô ấy là đủ rồi. Mình hứa với cô ấy sẽ không xuyên không quay trở về nữa.
lần này trả lại cuộc sống vốn có cho cổ, không làm chuyện gì hết. Huy Đậu, cái tên khốn kiếp, tôi không bán miếng đất cho anh. Anh tìm người tạt sơn đỏ vào nhà tôi, đi chết đi. Lúc này tại sao nhìn tôi lâu như vậy? Tối qua vừa mới cãi nhau ở trước thôn, chuyện gì đã quên tôi rồi hả? Madam, tôi có quá thành cho cũng nhận ra cô nữa. Là cô không nhận ra tôi thôi. Mấy tên tội phạm tối qua rốt cuộc đi đâu? Tôi không biết. Sao cô lại đi theo tôi? Ai đi theo anh chứ? Tối khuya vậy đứng ở đây dọa người, báo cảnh sát đó. Lần này không có Sa Cơ cứu em thì để anh vậy. Cô qua đường cái kiểu gì vậy? Nhìn xe đi chứ. Là anh. Ngày mai tôi còn nhiều việc phải làm lắm đó. Thông cảm đi mà sếp. Đi 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 đi. Thần Phong à, anh nghe lời lắm. Lần này anh trở về đây, anh không thay đổi chuyện gì hết. Cho dù em không nhận ra anh cũng được. Cho dù em gặp anh phía trước, ghét anh phía sau cũng được. Anh cũng sẽ không nói với bất kỳ ai là anh đã từng trải qua những chuyện này. Tại vì được nhìn thấy em thì em đã mãn nguyện lắm rồi. Phải, đúng là có một chút uất ức. Nhưng mà anh chịu đựng được mà. Anh thật sự chịu đựng được mà. Không sao đâu. Lăng Thần Phong, mở cửa ra. Khứ đầu thối, anh làm gì ở đây vậy? Lăng Thần Phong, anh thật sự có lỗi với em. Anh muốn nói với em là anh nhớ em lắm. Anh ở đây lên cứ điên gì vậy? Anh muốn bấm vô cửa phá người ta thì anh làm ơn đi xa chút đi. Anh chạy tới nhà tôi, anh muốn chết hả? Anh thật sự rất nhớ em. Quy Giờ nói rất đúng. Một mình đem tất cả những ký ức về đây thôi sẽ rất là đau khổ. Anh khô đơn dữ lắm. Cái tình bi tha chết tiệt này, đem phòng khuya khoắt chạy tới đây muốn lợi dụng tôi hả? Tôi thấy anh say rồi nên không bắt anh về đó thôi, mà biết đi. Cứ tiếp tục như vậy anh sẽ điên thật đó Lăng Thần Phong. Em không nhớ gì hết rồi đúng không? Nhưng mà anh không thể tiếp tục giả vờ không biết. Anh nhất định phải một chút việc gì đó. Ngày 2 tháng 4. Thật ra khi rõ có một số gì có thể thay đổi được, có thể bù đắp được, có thể giúp được người ta, nhưng lại không làm được gì hết thì rất là đau khổ. Anh không quan tâm nhiều nữa. Giúp được gì anh sẽ giúp, làm được gì anh sẽ làm. Nói chung đừng có gượng ép, đừng có nghĩ nhiều. Làm tốt trách nhiệm của mình, lòng sẽ được khuây khỏa thôi. Sau đó thì anh không thể xuyên thời gian về nữa. Anh sẽ tiếp tục tiến về trước, đối diện với tương lai của mình. Được. Thứ nhất, báo cảnh sát bắt 4 tên cướp. Hôm nay, đội trọng án của Sở Cảnh sát đã bắt được 4 tên tội phạm tại khu Tân Khu Bắc. Tập những gì phải làm để cài cờ xuyên thời gian thế sao? Hồng Kông, Macau. Nhảy tiếp đi con. Được rồi. Con bắt đầu trước nha. Trả nợ cho Joyce. Hi Joyce, sao gặp được em ở đây trùng hợp quá vậy? Hi Evelyn, chào anh. Bạn của em hả? Tôi biết tất cả tiền trong tài khoản của anh đều là tiền phi pháp. Hoặc là bây giờ anh biến ngay cho, hoặc là tôi báo cảnh sát. Tôi có chuyện quan trọng quên làm nữa. Tôi đi trước nha. Joyce, 2 năm này là anh đã phụ em. Anh xin lỗi. Sắp tới đây,
anh không thể nào chăm sóc cho em được nữa. Anh gửi tiền vào tài khoản của em, đủ cho em sống thật tốt. Sau này em đừng bán đứng thân xác của mình nữa. Tạm biệt em. Nhắc nhở anh Thiên, cái thai của Suki có vấn đề. Vợ của anh đã luôn giấu anh vì cổ bị chứng trầm cảm. Anh nhớ quan tâm cổ nhiều hơn. Đưa cổ đi khám bác sĩ đi. Ờ, được rồi. Cô có lộn không vậy? Đi đứng kiểu gì vậy hả? Xin lỗi cô, xin lỗi cô mà. Em sao vậy? Không sao chứ, đi thôi. Phòng khám toàn tâm. Giúp cậu Khang hòa giải với Sương để tiện. Tố cáo lô hàng của Hải Trí Tường. Thông báo với ICIC thân phận thật sự của Hắc Cảnh. Tên Hắc Cảnh là Tổng Cảnh Ti Quách Dĩ Thành. Cậu có thể nghiêm túc hơn một chút không? Tôi chính là vì quá nghiêm túc, hai ngày này chạy qua chạy lại làm cho không ngày nào được ngon giấc. Nói chung tên sếp Quách này và tên Trung Vĩnh Tuấn nhất định là Hắc Cảnh đó. ICIC các anh điều tra thì điều tra, tuyệt đối đừng để lộ tin ra ngoài, nếu không sẽ chết người ta đó. Cậu yên tâm đi, nói chung hãy phá được án, tôi lập tức khôi phục tự do cho cậu. Cậu không cần phải làm trưởng thôn nữa rồi. Ê, không có sao đâu, làm một thôn trưởng đứng đắn đàng hoàng, bảo vệ đám dân thôn cũng tốt lắm mà. Cứ vậy đi. Quy đầu yêu nữ cảnh sát. Làm như vậy có phải quá ích kỷ rồi hay không? Thôi chính nè, con không cần khách sáo vậy đâu. Bác tự mình mua là được rồi. Được khách sáo vậy mà bác, con cũng đâu có dịp tặng quà cho bác. Chị Hai à, nếu như đã tới đây rồi á, hay là sẵn tiện mua bánh gả con đi. Được đó, vậy thì nhân ngày hôm nay mua luôn bánh gả con đi. Chúng ta chưa chuẩn bị gì hết, chỉ vì đã mua bánh gả con. Mấy người làm tôi cảm thấy giống như muốn gả lắm rồi vậy. Thì em mong được gả cho anh mà, cũng đâu có sao đâu. Sau ngày mai thì cả thế giới đều biết em sẽ gả cho anh mà. Thần Phong, em nhất định phải hạnh phúc đó. Ngày 3 tháng 4. Quý gia, lại mua đồ ăn tối cho vợ anh ăn hả? Anh không nhận ra tôi cũng không sao. Anh nổi tiếng là người chồng tốt nhất quả đất, thương vợ không ai sánh bằng mà. Tôi nhận ra cậu. Trưởng thôn Thôn Cẩm Phát chứ gì. Sao cậu biết gì chuyện về tôi vậy? Nè, má của tôi và tình vợ của anh trước đây là hàng xóm cũ của nhau. Họ gặp cái gì cũng nói với nhau hết. Thì ra đều có quen biết hết. Ngại quá, lúc nãy làm viên tôi căng thẳng quá rồi. Không sao đâu. Nhưng mà căng thẳng thì căng thẳng, có chuyện gì đừng cứ để trong lòng hoài, phải đem ra nói với mọi người. Má của tôi nói với tôi, vợ của anh bị ung thư giai đoạn cuối, vậy anh tính sẽ làm sao? Thật ra tôi là chồng của cổ, mà tôi không thể giúp được cho cổ cái gì hết. Không có gì ngoài ráng sống thật vui. Má của tôi có nói, hai người muốn ở bên cạnh nhau là phải do duyên phận, nhưng có thể bên nhau tới già hay không thì phải nói là ý trời, không miễn cưỡng được đâu. Trên thế gian này không có gì là mãi mãi trường tồn, ngược lại nuối tiếc mới làm người ta khắc cốt ghi tâm. Má của cậu nói à? Câu này là anh nói đó, nhưng mà tại anh không nhớ thôi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa, anh về với vợ của anh trước đi. Tôi đi trước đây. Trưởng thôn, Lăng Thần Phong, việc anh có thể giúp em anh đã làm hết rồi đó. Còn mười mấy phút nữa là 12 giờ rồi, muốn chạy tới chỗ tháp điện cũng không còn kịp.
đừng có giả vờ làm người tốt trước mặt tôi. Tôi biết anh có liên quan tới đám tội phạm đó mà. Hại chết ba tôi sẽ không tha cho anh đâu. Anh mong chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết vụ nổ bom đó. Chúng ta sẽ hợp tác để tìm ra tên hắc ảnh. Mong đem tất cả những chuyện không được vui khóa lại hết trong ngày 3 tháng 4 của năm 2015. Đem tất cả những điều vui vẻ để lại cho mỗi một ngày sau này của chúng ta. Sao để anh không được rời xa em nữa? Anh hứa gì? Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Lăng Thần Phong! Em xin lỗi. Lần mình em được ôm phải xa anh rồi. Một. Không giờ ngày 4 tháng 4. Hết rồi. Không còn cơ hội để xuyên không về nữa. Anh muốn làm gì cũng không còn được nữa rồi. Cũng không còn cơ hội với Lăng Thần Phong nữa. Lăng Thần Phong, Bảo Trọng. Quý đầu thúi, đêm hôm anh chạy tới nhà tôi để làm gì vậy? Cái gì chứ? Trời tối quá, không cẩn thận đi nhầm vào đây thôi mà, có cần phải giữ gì không? Trời tối quá, đêm hôm anh chạy tới nhà tôi, anh muốn cái gì đi? Anh muốn trộm khoai của tôi hả? Không phải là tôi muốn trộm khoai của cô, tôi muốn tới. Mà thôi, cô nói sao thì sao vậy? Mặc kệ cô tin hay là không, sau này tôi không làm chuyện phạm pháp nữa, có chuyện gì cũng không làm phiền tới cô. Nhìn thấy cô từ xa, tôi cũng sẽ dòng đường đi, được chưa? Khuya rồi, ngủ sớm đi. Sao cái đồng hồ cát này lại nằm ở đây? Vận mệnh không bao giờ nằm trong tay của ta, nhưng mà kỳ tích thì ta có thể tìm kiếm được. Tương lai có lẽ sẽ có thể thay đổi được, nhưng hiện tại tốt đẹp nhất là đang nằm trong tay của ta. Hãy ôm chặt lấy những gì mà bạn đang có. Chào mọi người, tôi tên là Quy Đồng. Tôi muốn chia sẻ một chuyện với mọi người. Các bạn có từng thử qua hứa với một người sau này sẽ không rời xa người đó, nhưng bạn lại không làm được không? Nếu như có một ngày ông trời nói cho bạn biết rằng bạn có thể quay ngược lại, cho bạn cơ hội để sửa chữa mọi thứ, bạn sẽ làm sao? Ban đầu chúng ta sẽ cảm thấy rất hưng phấn, bởi vì tất cả mọi chuyện bạn đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Nhưng mà tới cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra bạn làm lại hết lần này tới lần khác, dựng lên cái này lại phá hoại cái khác. Thì ra chỉ có bạn mang theo những hồi ức này quay trở về. Cái mà bạn có được chỉ là sự cô độc và nỗi đau không bao giờ buông xuống được thôi.